Trận cầu tâm điểm của vòng 37 diễn ra vào cuối tuần này sẽ là trận đại chiến giữa câu lạc bộ Manchester United và Arsenal. Được chơi trên sân nhà Old Trafford, Man United có thể tự tin về một kết quả có lợi trước Arsenal, giống như những gì họ đã làm được với Liverpool. Tuy nhiên, để đạt được mục đích này, với phong độ hiện tại, Quỷ Đỏ chắc chắn không phải là một điều dễ dàng. Gần đây nhất là thất bại đáng xấu hổ 0-4 trước Crystal Palace. Với việc chỉ đứng thứ 8 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh sau 35 trận, kém vị trí thứ 5 của Tottenham để dự Europa League tới 6 điểm khi chỉ còn 3 vòng đấu, cơ hội dành cho Quỷ Đỏ là cực kỳ thấp. Vì vậy, câu hỏi đặt ra là liệu đoàn quân của huấn luyện viên Erik ten Hag có đủ động lực để thi đấu với quyết tâm cao nhất hay dồn sức cho trận chung kết FA Cup với Man City sau đây 2 tuần. Chỉ cần vô địch giải đấu cúp này, Man United nghiễm nhiên có suất dự cúp C2 mùa sau. Để giành chức vô địch, Arsenal cũng không còn cách nào khác là buộc phải thắng Man United và trận còn lại trước Everton, sau đó chờ Man City sẩy chân. Mục tiêu này nằm trong tầm tay của Arsenal khi họ đang có phong độ rất tốt. Đã 4 vòng đấu liên tiếp pháo thủ chiến thắng và vẫn bám sát Man City trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh, cùng với Declan Rice, Bukayo Saka hay là Kai Havertz đang chơi thăng hoa 3 điểm tại Old Trafford, được cho là nằm trong tầm tay của thầy trò Mikel Arteta. Nên nhớ, Arsenal đã bị loại khỏi Champions League. Vì vậy, mục tiêu cao nhất của họ lúc này là chức vô địch Ngoại hạng Anh với lực lượng nhân sự gần như đầy đủ nhất. Pháo thủ sẽ dồn mọi quyết tâm tại nhà hát của những giấc mơ. Trước khi bước vào đại chiến, hãy cùng tôi điểm qua một vài điểm nóng sẽ mang tính quyết định đến diễn biến của trận cầu tâm điểm này. Trong trận thua mới nhất của Manchester United, Bruno Fernandes đã không thể xuất hiện trong danh sách đăng ký thi đấu bởi một chấn thương ở phần cánh tay. Mặc dù vẫn cùng toàn đội di chuyển đến sân của Crystal Palace, nhưng tuyển thủ người Bồ Đào Nha đã không thể ra sân thi đấu cùng các đồng đội vì chưa thể đảm bảo thể trạng. Và thế là Manchester United có một trận đấu gần như là tệ nhất mùa giải này. Không nói tới sai lầm của hàng thủ thì phía trên, các chân sút tấn công của đội khách tỏ ra vô hại đến lạ. Thiếu vắng đi đội trưởng Bruno, Man United tấn công không khác gì một đội bóng yếu. Duy nhất hai cú sút trúng đích trong suốt 90 phút là quá tệ. Cầu thủ mang áo số 8 đã ra sân 33 trận và ghi được 10 bàn thắng ở Ngoại hạng Anh mùa này. Riêng trong tháng 4, tiền vệ 30 tuổi đã ghi đến 7 bàn, trực tiếp giúp Man United giành 6 điểm. Tất nhiên, với sự trở lại của Bruno trong đội hình trận đấu tới đây, huấn luyện viên Mikel Arteta đã giao nhiệm vụ kèm cầu thủ người Bồ Đào Nha cho tiền vệ Declan Rice. Dù Man United có phong độ tệ hại thế nào thì tại sân nhà Old Trafford, Quỷ Đỏ vẫn luôn tỏ ra vô cùng khó chịu mỗi khi tiếp đón pháo thủ. Thế nhưng người hâm mộ của đội chủ sân Emirates có thể hoàn toàn yên tâm khi với sự xuất hiện của tiền vệ hay bậc nhất ở Premier League mùa này, Bruno Fernandes hứa hẹn sẽ có ngày trở lại đầy khó khăn. Cầu thủ 25 tuổi ngay lập tức trở thành vị trí không thể bị thay thế trong đội hình của Mikel Arteta ở mùa giải đầu tiên của mình cho Arsenal. Anh giúp Arsenal có hàng phòng ngự tốt nhất tại Ngoại hạng Anh. Không chỉ xuất sắc ở nhiệm vụ hỗ trợ phòng ngự, tuyển thủ Anh cũng chơi rất cử khi lên tham gia tấn công. Trong trận lượt đi, bàn thắng sau cú đá quyết đoán của tiền vệ này ở phút 90+6 đã mở ra màn lộ ngược dòng ngoạn mục của pháo thủ trước đại kình địch. Ten Hag đang phải đối mặt với mùa giải thứ hai tại Manchester United vô cùng đáng thất vọng từ kết quả trên sân cho tới vấn đề chuyển nhượng. Bản hợp đồng cho mượn từ Fiorentina là Sofian Amrabat không thể hiện được bất cứ điều gì ngoài sự thất vọng và gần như chắc chắn sẽ bị trả lại cho đội bóng nước Ý. Rất may điều này vô tình đã giúp cho một tài năng của bóng đá Anh có cơ hội được ra sân và tỏa sáng. Cái tên được nhắc đến ở đây là Kobbie Mainoo, cầu thủ 18 tuổi thăng tiến ngoạn mục trong 6 tháng qua. Tiền vệ này chấn thương nặng trong giai đoạn tiền mùa giải và đợi tới tháng 11 năm 2023 mới có trận ra mắt Premier League. Kể từ đó, Mainoo phát triển mạnh mẽ. Bằng chứng là Mainoo đá chính 13 trận liên tiếp ở Premier League trước khi có lần đầu tiên được gọi lên tuyển Anh trong đợt tập trung tháng 3 năm 2024. Thế nhưng, trong giai đoạn gần đây khi mà đối tác ăn ý của cầu thủ này tại hàng tiền vệ là Casemiro bị kéo xuống đá trung vệ trong tình cảnh hàng thủ của Man United bị càn quét bởi chấn thương, thì tiền vệ 18 tuổi cũng tỏ ra sa sút trông thấy. Thật không may cho cầu thủ trẻ này là vào cuối tuần anh sẽ phải đối đầu với một thử thách cực đại bên phía pháo thủ, không ai khác ngoài đội trưởng Martin Odegaard. Đội trưởng của Arsenal vừa được đề cử cho giải thưởng cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Premier League. Điều ấy đã chứng minh cho màn trình diễn xuất sắc của cầu thủ người Na Uy trong mùa bóng này. Tầm ảnh hưởng của Odegaard lên lối chơi của Mikel Arteta xây dựng tại đội bóng thành London là không cần phải bàn cãi. Mọi đường lên bóng của pháo thủ gần như đều phải đi qua cái chân trái ma thuật của cầu thủ này. Giống với Declan Rice, Odegaard cũng đã góp công trong một bàn thắng tại lượt đi trên sân nhà Emirates trước Manchester United. Một điểm nóng cũng vô cùng đáng chú ý tại Old Trafford vào cuối tuần này là màn đối đầu giữa hậu vệ Diogo Dalot và Bukayo Saka bên phía bên kia.
Diogo Dalot đang trở thành một trong những hậu vệ cánh tiến bộ nhất ở Premier League. Tuyển thủ người Bồ Đào Nha đã có những bước nhảy vọt ở cả hai mặt trận là phòng ngự và tấn công. Những pha tạt bóng đột ngột của anh được so sánh với David Beckham và mức độ tập trung của cầu thủ đã gia tăng đáng kể. Chỉ một số ít hậu vệ có thể cầm chân Bukayo Saka trong mùa giải năm nay và Dalot đã làm chính xác điều đó ở trận đại chiến của hai đội vào tháng 9 năm ngoái. Thế nhưng cũng giống như Kobbie Mainoo, màn trình diễn của Diogo Dalot đang có chiều hướng đi xuống cùng với đội bóng của mình là Manchester United trong vài trận gần đây. Do đó đây là cơ hội không thể tốt hơn dành cho Bukayo Saka có thể tỏa sáng rực rỡ trong trận đấu cuối tuần khi đã tịt ngòi trong trận lượt đi. Tiền đạo người Anh đang có mùa giải bùng nổ nhất trong sự nghiệp kể từ khi ra mắt pháo thủ cách đây 5 năm. Tính tới thời điểm hiện tại, Saka đã có cho mình 16 bàn thắng và 9 đường kiến tạo tính riêng ở đấu trường Premier League. Thành tích xuất sắc của tiền đạo sinh năm 2001 không chỉ giúp cho Arsenal vẫn đang cùng Man City cạnh tranh khốc liệt cho danh hiệu vô địch của Ngoại hạng Anh, mà còn đưa tên của Saka vào danh sách đề cử giải thưởng cầu thủ trẻ xuất sắc nhất. Thậm chí nhiều người còn tiếc cho tiền đạo này khi không thể góp mặt trong danh sách đề cử của danh hiệu cao hơn là cầu thủ xuất sắc nhất mùa. Vậy nên, màn đụng độ giữa Saka và Dalot bên phía đội chủ nhà ở trận đấu tới đây rất có thể sẽ quyết định đến kết quả của hai đội ở trên sân. Một trong những mũi nhọn tấn công lợi hại nhất trong cây đinh ba trên hàng công của Mikel Arteta đang có vào lúc này là cái tên Leandro Trossard. Ở mùa giải năm nay, Trossard mới là tiền đạo cánh trái được Arteta tin dùng, thay vì một Martinelli đang dần tỏ ra dễ đoán với lối chơi không mấy đột biến. Và quả thực tiền đạo người Bỉ đã không khiến ông thầy của mình phải thất vọng. 11 bàn thắng sau 32 lần ra sân được cho là thành tích không mấy nổi bật nếu đem ra so sánh với những Erling Haaland hay là Cole Palmer. Thế nhưng nên nhớ Trossard chỉ được ra sân từ đầu trong 16 trận ở Ngoại hạng Anh mùa giải này. Tính riêng trong tháng 4, Trossard đã ghi tới 5 bàn thắng và giúp cho Arsenal vẫn bám đuổi Man City trong cuộc đua tới chức vô địch. Một trong những vũ khí đáng sợ nhất của Trossard là khả năng qua người sẽ phải đụng độ với hậu vệ phải với biệt danh là Thánh Soạc của Manchester United là Aaron Wan-Bissaka. Tuyệt chiêu xe tăng cướp bóng của hậu vệ người Anh đã không ít lần làm nản lòng các tiền đạo của đối thủ trong vài năm qua. Không những vậy, cầu thủ 26 tuổi còn đang đứng đầu giải Ngoại hạng Anh ở khả năng đánh chặn với 2,2 lần thực hiện thành công mỗi trận đấu. Dẫu cho khả năng tấn công của cầu thủ này vẫn chưa thể cải thiện, thế nhưng ở khía cạnh phòng ngự thì Wan-Bissaka thường xuyên tỏ ra rất uy tín. Và trong trận đấu với Arsenal cuối tuần này, chắc chắn nhiệm vụ của tuyển thủ người Anh sẽ là ngăn chặn khả năng quấy phá và đi bóng của tiền đạo Leandro Trossard bên phía đối phương. Không chỉ ở trên sân mà đối đầu giữa hai huấn luyện viên có cá tính rất mạnh ở ngoài đường biên của hai đội bóng là Erik Ten Hag và Mikel Arteta cũng rất đáng mong đợi. Ten Hag sẽ phải làm gì để vực dậy tinh thần của cầu thủ? Chiến lược gia người Hà Lan chắc chắn rất muốn đội bóng của mình có được một kết quả tốt để có thể ngăn chặn Arsenal có khả năng lên ngôi vô địch. Và hơn hết là làm cho chiếc ghế thuyền trưởng của mình bớt lung lay. Với Arteta, 3 điểm là mục tiêu duy nhất mà ông cùng các học trò phải hướng đến. Một trận hòa thôi cũng sẽ khiến họ gần như hết cơ hội vô địch sau hơn 20 năm chờ đợi.